thì chưa chủ nhận cầu thủ trên toàn cầu. AS Roma có tân binh đầu tiên từ Ligue 1, đó là tiền vệ mang hai quốc tịch Pháp Angeri Hudson Awa. Bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Việc phải xuống hạng cùng với Leicester City đã khiến Yuri Tielemans phải tìm kiếm một thử thách mới, và Aston Villa đã nhanh tay để có được chữ ký đầu tiên trong mùa hè này. Chanathip Sogracin rất có khả năng rời Kawasaki Futale sau khi không thể cạnh tranh được vị trí thi đấu. Và đại gia tại Thái League, BG Batum đã sẵn sàng trả tới 2 triệu đô la Mỹ để mang ngôi sao này về Thái Lan. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho Nam Định mượn Tô Văn Vũ để cố trụ lại top 8 V-League 2023. Và Huy Tấn Tài cũng đã được trở về Sài Thành để chiến đấu cho suất trụ hạng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ trên toàn cầu. AS Roma có tân binh thứ hai tại mùa hè này, đó là trung vệ từ Eintracht Frankfurt, Ivan Edeka. Hậu vệ người bờ biển Nga sẽ hạ cánh xuống Roma vào hôm nay và sẽ ký bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Olympico. Thủ thành người Tây Ban Nha, David Raya đã đồng ý điều khoản cá nhân với Tottenham Hotspur. Phần việc còn lại chỉ là giá cả giữa gà trống và Brentford. Nicholas Olsen rời SCB Đà Nẵng để đến với thầy cũ Lê Huỳnh Đức trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go. Trong khi đó thì Nam Định đã thay hai tiền đạo ngoại với mức lương rất cao nhưng phong độ thì lại rất tệ để ký hợp đồng với Douglas Coutinho và Andre Luiz người Brazil với hy vọng cải thiện hàng công đang rất đuối. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ trên toàn cầu. Paris Saint-Germain chuẩn bị ký hợp đồng với tài năng trẻ từ Benfica B, Che Endur người Italia. Manchester United cũng thích thú với tiền vệ này, nhưng Endur đã chọn sân công viên Hoàng Tử. Ngoài Endur thì PSG cũng đang rất gần với tài năng trẻ người Hàn Quốc Lee Kang-in, người có định giá cao nhất trong đội hình của Mallorca với 22 triệu euro. Milan Skriniar chính thức là người của PSG đến tháng 6 năm 2027, khi bản hợp đồng đã được ký từ tháng 1 năm nay. Tiền vệ người Thụy Sĩ Granit Xhaka chuẩn bị gia nhập Bayern Leverkusen. Đáng lẽ Xhaka phải rời London từ mùa giải trước, nhưng phong độ được cải thiện đã giúp anh ở lại Arsenal thêm một mùa nữa. Cựu cầu thủ của Chelsea trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Jeobuk Hindamotos. Nhiệm vụ của thuyền trưởng người Romania Dan Petescu là đưa Jeobuk tham dự siêu một châu Á vào năm sau.